Anh dùng thêm nước tăng lực này đi. Tăng lực uống gì nói chung à? Lắm. Mày tắp vô tao gọi điện thoại đi coi. Tắp vô tao gọi điện thoại cái. Tắp vô đi. Alo, có Yến bên nhà bạn không? À, cảm ơn. Sao rồi, hả? Không có tin tức gì hết trơn á. Bây giờ biết đi kiếm ở đâu đây? Thôi mày chở tao đi luôn đi. Đi nhanh nhanh đi. Giờ quẹo trái quẹo phải. Qua đây đi ha. Quẹo lại đi cũng được nữa. Thí Diễm ơi, Thí Diễm ơi. Chuyện gì không? Có chuyện gì không Trung? Dũng à, bạn có thấy Yến qua đâu bên bạn chơi không? Ờ, hôm qua thấy nhờ Diễm gọi mà cũng không được nữa, nhắn tin cũng không được luôn. Có chuyện gì không? Chắc không có gì đâu, hỏi thăm vậy thôi ạ. Cảm ơn Diễm nhiều nha. Thí dụ như mà Yến có gọi điện thoại gì cho bạn, bạn nhớ nhắn tin cho mình giùm nha. Diễm biết rồi. Cảm ơn Diễm. Rồi đi. Cảm ơn bạn. Hai bạn về nha. Ừ. Đi đâu? Đi đi rồi tính. Alo, bạn cho mình hỏi bà có Yến qua bên nhà bạn không? Cảm ơn. Không biết nữa. Đang đi tìm. Không có gì đâu bạn, không có gì. Không có luôn hả? Có đâu. Tìm hết trơn rồi, bây giờ tìm ở đâu giờ trời. Ah!
Lan ơi, kiếm cái chuông đi. Cái chuông ở đâu? Mày điên hả? Cái chuông nằm ở chỗ cái đầu mày nè, nằm đâu đây? Kêu đi. Lan ơi, Lan. Lan ơi, Lan ơi. Lan. Lan ơi. Ra rồi. Ý mất tích rồi, Lan có biết không? Lan, có nghe Dũng nói gì không Lan? Hai người đến đây để làm cái gì vậy? Là chuyện của Yến. Yến đã mất tích từ tối hôm qua tới bây giờ. Yến mất tích thì liên quan gì tới Lan chứ? Trời ơi, vậy bà nói cũng được nữa hả? Nhưng mà tôi linh cảm á, chỉ có bà mới tìm được Yến cho tôi thôi. Bà giúp tôi đi. Tối hôm qua, trên đường về Yến gặp nạn, cho nên anh và thằng Dũng tin chắc là như vậy. Chuyện đó em hoàn toàn không biết. Nhưng mà thay vì hai người đứng đây nói chuyện với em thì tại sao không đi tìm Yến đi chứ? Cảm ơn em. Đi đi. Con người gì bạc tình. Mày tắp vô lại tao nghe điện thoại coi. Dạ đi. Tắp vô tao nghe điện thoại. Lại vô đây đi. Alo Dũng nghe. Alo Dũng hả? Dũng qua nhà Yến liền đi. Cái gì? Giờ Bích qua liền nè. Rồi rồi, qua liền, qua liền, qua liền. Quay lại, quay lại. Chuyện gì, chuyện gì? Mày quay lại giúp tao đi. Ừ. Trời ơi,
Mày có sao không? Mày nghỉ đi. Mày ơi, mày dẫn chiếc xe lên phụ tao coi. Từ từ. Mày ơi. Xin lỗi. Mày ơi. Không phạm cao gì. Giờ người ta bị dày anh tính sao đây? Để kéo phụ lên. Cho để chú Đức Yên đây con đỡ lên cho. Đỡ lên cho mày. Nó đau quá hả? Cục. Vậy? Chú bỏ qua cho con tụi con đi chú. Dạ chú không có sao rồi, chú cho tụi con đi cho chú. Tụi con đang có chuyện gấp lắm. Tại vì tụi con có chuyện gấp thôi, chú cho tụi con đi cái chú. Tụi con không sao. Lỗi tại tôi, tự tiền chất cao quá tôi không thấy. Thôi mấy chú không có gì, thôi mấy chú đi đi. Dạ cảm ơn chú. Chú không sao rồi cứ đi đi. Dạ. Đi nhanh lên. Để có phụ cho. Yên tình. Bánh phở không? Trung. Yên ơi. Chết rồi Trung ơi, phải tìm cách phá cửa vô thôi Trung ơi. Chắc chắn là Yên đang có chuyện rồi. Bây giờ mình đóng khóa cửa rồi. Không có được, khóa cửa rồi. Yên ơi. Chắc là Yên đang ở trong đó đó. Bây giờ tìm cửa vô đi. Mày điên hả? Phải bình tĩnh lại đi. Cửa sắt chứ không phải cửa cây đâu mày đạp. Bây giờ leo vô. Ê cái gì? Từ từ. Tao mày leo vô rồi còn bích làm sao? Vô trọng kiếm chìa khóa đi, từ từ mở cửa ra. Bây giờ leo vô được không? Ai biết đâu. Ê mấy cây này nhỏ quá mày ơi. Tìm cách nào gì vậy ta? Kiếm cách nào đi. Có người ta sửa nhà. Qua giật thang không? Anh cho em mượn. Cho em mượn cái thang đi anh. Xuống nhanh lên trời ơi. Xuống cho em mượn cái thang cái anh. Lẹ đi anh. Xuống nhanh lên đi. Cho em mượn cái thang cái. Cứu người. Đứng đợi chút xíu trả liền. Trời ơi từ từ đây. Đụng bích kìa. Nè. Rồi mày bánh cái thang ra đúng rồi. Bánh cái thang ra. Cho nó xuống. Đụng vô. Tao sợ nó cao mà dính cái thang. Ông ngoài đây nó bị lỏng này nha, từ từ nha, cẩn thận nha. Chúng leo vô trước đi rồi bích vô sao? Rồi bích leo vô đi. Trời ơi. Trời. Yên. Trời. Yên em có sao không Yên? Trời. Yên. Kêu cấp cứu đi. Yên ơi đừng có bỏ anh đi. Để bích rồi. Alo. Đừng có bỏ. Cho một chiếc xe cấp cứu. Yên ơi. Yên ơi. Mở cửa. Cấp cứu trọng mà. Yên có sao không mày? Trời ơi em ơi em đừng có bày gì nghe Yến. Có bày gì là tôi đi tu luôn đó. Mày đổi câu khác được không? Mày tào lao không có gì đâu mày. Ngồi đi. Để lên. Thôi đi lại đây ngồi đi. Bích rồi đi Bích. Bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống đi để bác sĩ người ta làm việc. Không. Trời ơi tự nhiên sao. Sao ra nóng nổi này vậy trời. Bạn bè ta, người yêu ta, từng người, từng thương yêu dần chuyển sang ghét bỏ ta, căm thù ta, khinh khi ta, rồi miệt thị ta. Mặt trời mọc rồi lặn, nhưng cuộc đời ta chỉ chờ những ngày chìm đắm đi,
chứ chẳng thể trở mình thức dậy. Nó sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng bình minh ló dạng. Nó sẽ chẳng có chu kỳ tái sinh. Cũng là Lan, cũng là cái thân thể này, hình hài này. Nhưng Lan của ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Còn Lan của ngày hôm nay cứ trượt dài vô định luôn. Phong cảnh ở đây thật là đẹp. Cuộc đời là như vậy em ạ. Đôi khi muốn được thành công, chúng ta phải hy sinh, kể cả đánh đổi. Em cũng đừng nên lấy điều đó mà làm buồn. Thì đó là một người bạn thân nhất cuộc đời này của em. Chị biết. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải đạp lên bàn để sống, để thành công em ạ. Có nhất thiết phải làm vậy không chị? Rồi ông trời có thể dung thứ cho một kẻ sống như em. Chị biết quyết định đó của em cũng rất là khó khăn. Nhưng cuối cùng em cũng đã hoàn thành. Thì em buồn làm chi? Anh Tào Sáng đã hết lời khen em. Em đã ghi được điểm 10 rồi đó. Điểm 10 cho sự dối trá hả chị? Em nghĩ sao cũng được, miễn sao anh Tào Sáng vui, thế là được rồi. Chuyện đó nghe đơn giản lắm. Thôi bỏ đi. Anh Tào Sáng tới kìa. Trong tổ chức này, anh Tào Sáng chỉ có người đưa đón, chứ anh chưa bao giờ đưa đón ai. Tiệc sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Dạ. Ngày xưa chị đã phấn đấu một thời gian dài mới được lọt vào mắt xanh của anh Tào Sáng. Bây giờ á, chị uy quyền và quyền lực quá rồi con nhỉ. Dưới một người nhưng mà trên tới vạn người lận. Chị đã đánh đổi rất là nhiều thứ, hơn cả những gì em đang đánh đổi bây giờ. Em thì hơn chị ngày xưa rất là nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn mà em đã ngồi chẩm chệ trên một vị trí cao trong tổ chức. Em phải cảm ơn chị mới đúng á. Em có được ngày hôm nay tất cả cũng nhờ chị hết á. Anh Tào Sáng rất là có tầm nhìn, và ngay của chị cũng vậy. Chị đã không nhìn lầm em. À, chị giao hết mấy cái đường dây gái gọi cho em quản lý. Rồi chị sẽ làm sao? Không lẽ chị tính giải nghệ hả? Đã vào con đường này rồi thì không bao giờ có đường lùi đâu em ạ. Anh Tào Sáng rất cẩn trọng. Trong buổi tiệc vừa rồi có rất đông người, nhưng đôi lúc có những chuyện chỉ có chị và em mới có thể biết mà thôi. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng biết được gì hết. Không giấu gì em, sắp tới chị có một vai trò mới. Thị phần trong nước sẽ do em quản lý và điều hành. Chị sẽ tập trung vào thị phần quốc tế. Chúng ta đang làm ăn phi pháp mà chị nói nghe giống y như là chúng ta đang làm kinh tế vậy đó. Có cả thị phần lẫn thị trường. Điều đó là đương nhiên rồi em. Chắc chắn anh Tào Sáng sẽ không dừng lại ở những mặt hàng mình đang có. Sau này em chỉ cần ngồi một chỗ và điều hành. Còn về phần lợi lộc thì em thừa hiểu mình sẽ được những gì rồi. Chị nghĩ là chúng ta sẽ có mãi cái cơ hội để hưởng lợi lộc hay sao? Em đang lo xa hay là em đang hù dọa chị đó? Trời ơi, thằng khùng, mày làm ơn người Phước lại đây ngồi tao cái đi. Lại đây, lại đi. Yên
qua cơn nguy kịch rồi, mày làm gì mà sực quần, tôi nhức đầu quá, không có chuyện gì đâu. Mày có phải bồ của Yến không mày lo? Tao mới lo nè. Người ta cũng là bạn vậy. Bạn sao lo bằng bồ? Mà thiệt, tao không biết sao tự nhiên tự tử nữa. Cái chuyện gì cũng phải giải quyết từ từ, sao tự nhiên tới nông nỗi này? Nè. Mày mốt ăn nói bỏ cái kiểu đó nghe. Mày dần dần riết rồi mày quen đó. Nó kiểu gì? Tao nói gì? Mày tự hiểu đi. Hiểu. Mà tao muốn biết là cái tại sao là Yến lại tự tử nữa? Tao đang suy nghĩ từ nãy giờ mà chưa ra nè. Tại sao Lan lại biết Yến gặp nạn mà kêu tao với mày về nhà gặp Yến? Thứ hai, tại sao Bích biết chuyện Yến gặp nạn mà gọi điện cho mày rồi cũng kêu tao với mày về nhà gặp Yến gấp? Sao tự nhiên biết được trời? Thứ ba, cái người nhắn tin cho Bích báo chuyện Yến gặp nạn là ai? Tao nghe Bích nói là có cái số lạ nhắn tin vô, rồi xong rồi Bích gọi lại không bắt máy, tắt máy luôn. Rồi lúc đó tao cũng không có suy nghĩ gì hết trơn á. Nghe mày nói tao thấy đúng á. Ai là người nhắn tin cho Bích ta? Tình hình của Yến sao rồi Dũng? Biết đâu ở trỏng nằm trỏng biết là sao đâu, nghe nó hôn mê chưa có tỉnh gì đó, lo gần chết luôn. Cũng mong á là Yến mau tỉnh lại. Hai người á ăn cơm đi, chứ túc trực từ hôm qua tới giờ rồi. Nếu mà có mệt á thì về nhà nghỉ đi, để Yến ở đây Bích canh cho. Bích à, Bích có tung tích gì cái số điện thoại mà nhắn tin cho Bích rồi nói về chuyện của Yến không? Đúng rồi. Rồi sao? Bích cũng có nhờ bạn làm ở bên mạng kiểm tra á. Kiểm tra rồi. Rồi sao? Cái sim đó là số khuyến mãi chứ Bích không biết thêm được cái gì hết trơn á. Ai là người nhắn tin cho Bích vậy ta? Biết chết liền á. Thôi bây giờ vậy đi, hai người đói thì đi ăn đi. Ừ, hồi quay đi canh chừng giùm tôi công chuyện xíu. Đi đâu? Tao về thăm má tao chứ đi đâu. Rồi xong rồi tao lại liền. Ừ, vậy thôi mày đi đi. Cô chừng Yến giùm nha, có gì tự điện thoại giùm nha. Yên tâm đi, để Bích coi cho. Không có sao đâu, đừng có lo. Đi á. Ừ. Ăn cơm đi Trung. Thôi được rồi, để đi chút Trung ăn. Chị nhắn với Lan là có thằng Dũng tìm, có chuyện gấp, được không? Không có được, con Lan không có nhà. Tao cũng chẳng biết mày là ai nữa. Chị không cần biết tôi là ai, chị chỉ cần nhắn với Lan là có Dũng tìm, vậy thôi. Alo. Lan ơi Lan. Có một thằng nhóc ở nhà chị. Lan ơi! Lan! Lan ơi Lan! Lan ơi! Lan! Tao nói cho mày biết nha mày, mày không bao giờ được bén mảng tới đây. Nếu mày còn bén mảng tới này nữa, tao quánh mày chết luôn. Ôi da, trời ơi! Trời ơi trời. Ây da. Ôi da. Mày mất dạy. Thấy lập luận của Trung là đúng đó. Chuyện này chắc chắn liên quan tới Lan. Dũng. Rồi đó rồi. Mày bị Dũng. Sao vậy? Sao cái mặt mày như cái mền vậy?
Sao Dũng ra nông nổi này vậy Dũng? Dũng, đi đâu vậy ông? Ê, mày bị đánh vô đầu hả? Tao đập bị gì mà làm gì lại tao? Tao rối quá. Tao bây giờ nói thiệt với mày, chỉ có ơn trên mới giúp được tao thôi. Tao thấy là không ổn rồi. Chuyện gì? Sao cái mặt mày vậy? Bị giang hồ đánh. Giang hồ rồi đánh mày? Tao qua nhà bà Lan. Ừ, tao biết bà Lan, tao biết mà Yến mất tích. Rồi xong rồi tự nhiên không gặp bà Lan mà gặp cái bà mập mập kia kìa. Rồi xong rồi bắt kêu giang hồ đánh tao. Mập mập mặt như phù phỉ vậy đó. Bà nào? Bà Lệ chứ ai. Bực bội. Rồi có sao không? Sao căng gì? Tôi coi coi. Bầm lắm. À, trời ơi. Đau hả? Ừ, có chân có sao không? Nó bị cái gì á, biết nữa. Nó bị xúc cái gì trong đây không biết. Xúc mà mày còn đi được hả mày khùng? Thôi về đi. Được không? Khỏi ông ơi, làm với người tàn tật. Chị Lệ ơi, chào chị Trúc. Em làm cái gì mà có thằng Dũng nào đến tìm em vậy? Dũng tới tìm em hả? Cái thằng vừa lùn mà vừa sến mà vừa xấu nữa. Là bạn học em đó. Bạn học em. Vậy sao nó biết đây mà đến tìm em vậy? Em cũng đang thấy thắc mắc về điều đó nè. Chị đã dặn em như thế nào? Đừng để người quen hay người thân tìm tới mình. Vậy sao nó biết đường đến đây mà tìm? Em cũng đang thắc mắc về chuyện đó. Em nói nghe mắc cười quá. Chị tin em hay không thì tùy chị. Từ đây về sau em biết mình phải làm gì với cái tên đó rồi chứ? Em hiểu. Sẽ không còn ai bén mảng tới đây tìm em nữa đâu. Yến, Bích ơi, chắc Yến chết quá Bích ơi. Yến bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì mà phải chết hết á. Yến bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ hướng giải quyết mà, không sao đâu. Ông còn cách giải quyết đâu Chung. Bây giờ Yến bị ô nhục quá rồi. Yến à, Yến phải thật bình tĩnh. Mọi chuyện sao Yến kể cho mọi người nghe đi. Yến. Dũng. Đừng khóc. Đừng anh khóc. Trung có thể đoán ra sự việc rồi. Bích cũng vậy. Đợi Yến tỉnh lại, mọi gì sẽ sáng tỏ. Là ai chứ? Mày có chuyện gì kể cho Dũng nghe thử coi. Yến. Nói đi, nói cho Dũng nghe đi. Yến bị người ta làm nhục rồi Dũng ơi. Làm nhục?
là số điện thoại cũ. Yến, Yến bình tĩnh lại đi. Yến đọc đi. Bích sẽ đưa Yến đi. 65 Trần Thị Mộng Hồn 1988. Trời ơi, sao mà lâu dữ vậy? Mình đã nộp hồ sơ từ nãy giờ rồi mà. Yến nghĩ là chắc cũng sắp tới rồi, đợi thêm xíu đi. Bích, lỡ như mà hả Yến bị cái gì đó mà không giống như trong cái tin nhắn á, chắc Yến chết quá Bích. Yến bình tĩnh lại đi. Cho dù có gì xảy ra thì Yến cũng phải sống. Tại vì bên cạnh của Yến á còn có Dũng, có gia đình, rồi bạn bè nữa. Yến sợ. Bình tĩnh đi, không có sao đâu. Sống Nguyễn Thiện. Bình tĩnh nha. Sao hết á? Không bị sao hết, không. Tao nói thiệt với mày, cái chuyện này chắc chắn là 100% rồi. Có bàn tay của Lan làm trong đây. Mày thấy sao? Mày có nghe tao nói gì không? Ê, tao nói gì từ giờ mày nghe không? Nghe. Rồi sao? Qua những gì Yến nói thì Ngoài việc gặp những người bắt cóc và ông Tây ra, cô ta không hề gặp Lan. Thôi mày đừng có binh con Lan nữa. Con Lan biết Yến bị bắt cóc, vậy mà có báo đâu. Mà trong khi đó là con Lan có số của mình. Đương nhiên là tao với mày phải tìm Lan gặp để nói chuyện. Nhưng trước tiên phải đợi Yến với Bích về hỏi ra mọi chuyện cái đã. Trời nắng chang chang gì mà sao không chịu về đi trời. Ráng đợi chút rồi đi. Ráng ráng. Tao cũng như lửa đốt trong người vậy đó, ráng. Trời ơi sao vậy? Trời tới khi nào đây trời ơi. Em ơi em về lẹ lẹ đi em ơi. Đừng có lẹ bèm được không? Đậu quá. Đậu gì? Nắng còn bị mày lẹ bèm nữa. Không phải bạn gái mày đâu mà mày lo. Em đây qua đây cho mát. Mày đi ra chỗ khác thôi. Em còn sao rồi em? Còn sao rồi? Anh à. Thôi anh biết rồi, sao anh cũng thương em hết trơn á. Em còn gái mà. Còn vậy. Ê, vừa thôi ngoài đường, vừa thôi. Đi vô nhà. Mở cửa đi. Bích, chuyện này là sao vậy? Thiệt tình á, có quá nhiều chuyện ly kỳ xoay quanh câu chuyện của Yến. Ê, hai bạn có vô không? Vô. À vô, kệ vô sao, tao vô trước. Ê, để xe vô giùm Bích đi.
Ê, ra phụ mở phụ cửa coi. Ủa, còn chiếc xe nữa hả? Bởi vì mày thấy bộ về đó là bỏ xe luôn à. Mày dẫn chiếc đó, dẫn chiếc này cho. Lan, Yến có chuyện muốn nói Lan ngồi đi. Tốt nhất là chúng ta không nên nói nhiều với nhau, nếu như mà những câu chuyện của chúng ta không có cùng điểm chung. Yến đảm bảo với Lan á, sẽ không có bất kỳ một lời trách cứ hay là một lời khuyên ngăn nào nữa. Lan hãy yên tâm. Lan không có nhiều thời gian đâu. Có chuyện gì á thì Yến tranh thủ nói mau đi. Yến muốn hỏi Lan là chuyện của Yến có liên quan đến Lan đúng không? Yến đang hỏi chuyện gì vậy? Yến nghĩ là Lan thừa hiểu Yến đang muốn nói về điều gì mà. Thật tình là Lan không hiểu Yến đang hỏi Lan chuyện gì hết á. Linh tính của Yến mách bảo rằng Lan chính là người đã cứu Yến trong đêm đó. Có đúng không Lan? Yến à, Yến đang dần sa đà vào cái câu chuyện mà Lan không hề biết đến. Hơn nữa, Yến muốn làm chuyện gì hay là suy nghĩ đúng sai thì nên dựa vào lý tính, đừng có dùng linh tính của mình mà phán đoán sự việc nữa. Đừng chạy trốn nữa Lan. Lan đừng cố tỏ ra như Lan không biết gì hết. Chính thái độ đó của Lan đã cho Yến biết Lan là người hiểu rõ, biết rõ tất cả mọi chuyện. Nếu không còn chuyện gì để nói nữa, Yến có thể ra về. Không thì Lan có thể rời khỏi đây bây giờ. Dù gì thì Yến cũng cảm ơn Lan nhiều lắm. Yến đi. Xin lỗi Yến. Qua những chuyện đã xảy ra, tôi mới thấy tôi thật sự không thể nào thiếu Yến được. Yến là người quan trọng nhất của tôi đó. Lâu lâu mới nghe ông nói được một câu không có vô duyên. Mình cưới nhau nghe. Trời ơi, tưởng sao. Thôi cái bệnh của ông coi như là hết chữa được rồi. Tôi nói thiệt đó, cái đó là xuất phát từ trong tâm tôi luôn đó. Giống hệt như là máu từ bên tâm thất nó đẩy qua bên tâm nhĩ, rồi nó đẩy lên trên mỏ, mỏ tôi mới phọt ra nói với Yến những câu đó luôn đó. Thật lòng đó. Mà Yến có hiểu ý tôi nói không? Thì Yến hiểu, đừng giải thích nữa, nghe kỳ quá à. Thằng Dũng đòi cưới nhiều người rồi, cho nên Yến cứ yên tâm đi. Nó biết cách nói chuyện vui, làm cho người khác không có cảm thấy buồn, không có thấy giận gì hết á. Dũng hay cho đó đó.
Mày đang phá tan một không khí lãng mạn của tụi tao đó. Mày muốn ăn cái gì nấu cho tao bao cho. Tao thấy lãng xẹt chứ không có lãng mạn. Còn về cái phần mà ăn mày bao á thì xin lỗi mày ha. Sẵn có Yến ở đây thôi để Trung nói về con người của thằng Dũng để cho Yến hiểu rõ nó hơn. Nó thật ra nó rất là tốt. Nó không có bậy bạ, không có xấu gì hết đó. Nhưng mà xích vô tao nói chuyện cho nghe. Ngồi xa xa đừng ngồi gần gái tao quá. Nhưng mà mỗi lần á mà có chuyện gì mà xong rồi cái nó đòi đãi Trung đi ăn á thì y như rằng là 10 lần đủ 10 lần tính tiền cái là nó bị đau bụng. Nó không bị đau bụng thì bến tàu cũng gọi nó có công chuyện. Bến tàu không gọi nó thì nó cũng có điện thoại đột xuất. Nó không có điện thoại đột xuất thì nó cũng má nó kêu nó về với nơi mà sản xuất nó ra. Đó. Thì đó cứ như vậy xong là cái là Trung trả tiền. Thì cứ lần nào cũng như lần nấy thôi. Thì Yến cũng nói thiệt là Trung không cần nói, Yến cũng biết. À tại vì Trung muốn nói rõ. Không, cái gì con chim gì, đây con đại bàng nè. Nhìn con đại bàng nói chuyện vui hơn nhìn con chim ha. Nói để hiểu rõ hơn người nó thôi. Mày đâu có cần sỉ nhục tao trước mặt của Yến vậy. Có một lần à, mày sỉ nhục tao hoài, sao đâu. Chày nhau ha. Nó giỡn thôi. Yến, cho Trung hỏi cái Lan sao rồi. Thiệt ra Yến nghĩ là Lan chính là người đã cứu Yến á. Mày có nghĩ gì không? Tao không nghĩ gì rồi đó. Không ai tự nhiên đi hại người ta xong rồi cứu người ta hết trơn. Rảnh. Thiệt á là Yến không có biết là nguyên nhân tại sao mà Lan hại Yến rồi Lan cứu Yến, thiệt là Yến không có biết. Nhưng mà Yến chắc chắn một điều là trong con người của Lan có một cái chút gì vẫn là người tốt, vẫn còn xem tụi mình là những người bạn rất là đặc biệt. Chỉ có điều là tôi là tôi không tin rồi đó. Mày tin không? Lan luôn tìm mọi cách để tất cả bạn bè nghĩ xấu về cô ấy. Lan muốn chúng ta quên và gác bỏ chính mình. Tào lao, mày nghĩ tốt cho người xấu rồi đó. Tao là tao không tin đâu. Tao hận cuộc đời này quá. Tao cũng vậy. Cuộc đời này chẳng có gì là tươi đẹp cả. Ngày tàn của gia đình tao cũng đã đến rồi. Mày lo cái gì? Chỉ là kê biên tài sản thôi mà. Mà mày cũng còn đến 2 tỷ để xài dần. Tao nghĩ mày xài cả đời cũng không hết nữa. Nhưng mà mấy năm nay á, tại vì tao ăn xài hoang phí quá. Nên mà nếu bây giờ còn một nửa chắc đã là may lắm rồi. Đừng có lo. Hết tiền khi này không có thì khi khác sẽ có. Nhưng mà không có tình thì mới khiến người ta đau khổ đó. Mày nói cũng đúng. Chỉ vì chữ tình thôi mà bà già tao á đã làm cho gia đình tao ra nông nổi như vậy. Nếu mà không có con Lan thì Trung đó là của tao rồi. Phải chi không có con Lan cũng không có thằng Hùng khốn nạn đó. Là nhà tao bây giờ đã có một cuộc sống rất là tươi đẹp. Nhưng mà tao thấy vậy hay á mày. Như vậy á làm cho bà già tao bả sáng mắt ra. Ừ. Nhưng mà mẹ mày sao rồi? Sao hả? Thì bây giờ điên rồi. Chắc là cô sốc nặng lắm hả? Tao phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định và lựa chọn của tao. Số phận đã vậy rồi, phải cam chịu. Câu nói đó chỉ đúng với gia đình của mày thôi. Còn tao, số phận là điều mình hoàn toàn có thể định đoạt được. Mày đừng có nhắc anh Trung nữa có được không vậy? Với tao, trên đời này nếu không có Thành Trung thì con Trinh này sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi được rồi, nhức đầu quá đi. Tối nay đi ba được chưa? Cũng được. Nè em, tối cho anh đi chung được không? Thích thì chịu. Nhớ nha. Anh hứa là anh bao nha.
Chuyện nhỏ. Anh Trung. Ủa, Trinh. Anh. Tìm vô nhà đi. Dạ. Con chào bác. Chào con. Mới tới chơi phải không? Dạ. Bây giờ ngồi đây nha. Bác xuống bao nước chuẩn. Dạ. Anh đừng né tránh em như vậy nữa được không? Anh chỉ sợ em hiểu lầm anh thôi. Hai đứa uống nước mát nè. Con cảm ơn bé. Uống đi con. Cảm ơn mẹ. À thôi, sẵn tới đây rồi để bác vô bác nấu cơm. Rồi ở lại ăn cơm với bác nha. Cô ăn. Anh nghĩ em hiểu làm gì chứ? Anh biết là em yêu anh mà. Em đừng có nói như vậy nữa. Anh chỉ xem em như là em gái thôi. Em... Nếu như có chuyện gì ngoài chuyện em nói tiếng yêu anh thì chúng ta có thể tiếp tục trao đổi. Anh vẫn còn yêu Lan sao? Em đừng có hỏi anh những câu hỏi như vậy nữa được không?